và nói tới thống kê của những công ty phố thì các bạn thấy được là có một người đã tính là Mel thì người này đó cũng đã thống kê các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, tất cả những công ty gần đây có dính líu đến ETF hay là dính líu đến BTC đến từ phố Wall. toàn là những tên tuổi lớn không các bạn thấy BlackRock, Fidelity, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon, Invesco và ngân hàng Bank of America các bạn toàn những công ty lớn của phố Wall nhiều người cho cái đợt tăng trưởng kế tiếp này đó sẽ không giống như đợt tăng trưởng trước đây đây là đợt tăng trưởng mà được Hôm mà forward các bạn nhưng mà cũng chưa chắc đâu Các bạn thấy được là đúng là chúng ta có khả năng là thấy được một số những vị đầu tư mà họ giống như là ngủ quên vậy các bạn Rồi họ thích gì hồi nãy trời ơi bây giờ BlackRock đệ đơn, rồi phải đeo đi sắp sự đệ đơn Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, BMW Mellon vân vân Thì có thể là họ quýnh lên rồi họ đi thu mua BTC thì vì họ không muốn bị bỏ lại phía sau Nhưng mà CEO của Fireblocks đây là cái công ty mà họ cung cấp dịch vụ cho những cái công ty tài chính khác các bạn và cũng có những cái công ty đến từ phố Wall họ lưu trữ tài sản kỹ thuật số cho những công ty khác đó là dịch vụ mà họ cung cấp thì CEO của Fireblocks đã chia sẻ một vài lời và Thuận cũng cảm thấy là có lý đối với Thuận tại vì CEO của Fireblocks nói đó là không hẳn đâu khả năng đó là chúng ta có thể thấy cái sự tăng trưởng đợt này hoàn toàn cũng sẽ là những nhà đầu tư riêng lẻ bình thường cũng như như đợt tăng trưởng trước đó mà thôi. Và thuần cảm thấy lời nói này đã cũng không phải là vô lý đâu. Tại vì uh... CEO của Fireblocks đã nói là chúng ta nên hiểu đó là những công ty phố Wall, những công ty lớn khi mà họ đã công bố là họ sắp sửa có Bitcoin ETF, họ muốn ra sản phẩm này ra xong kia cho thị crypto đó thì họ đã âm thầm thu một thời gian rồi. Đương nhiên họ không mong muốn là thông báo sau đó giá cả tăng như các bạn thấy được là giá tăng từ 26.000 đô cho tới 31.000 đô thì khi họ thông báo giá tăng rồi họ mới đi, đi thu mua BTC thì không lẽ họ lại muốn thu mua với giá cao hơn. Đương nhiên họ đã thu mua trước đó rồi. Khi mà mà họ thông báo nó thì những công ty đó họ đã tích lũy đầy đủ để chuẩn bị ra sản phẩm của mình rồi cho nên tới cuối cùng đó, khi mà ra thông báo thì những người mà nghe thông tin đó họ không có theo dõi thị trường này họ cảm thấy bất ngờ họ cảm thấy hào hứng họ đi vào mua BTC đó là những người mà đẩy giá lên và cho dù là có một bitcoin spot ETF thông qua đây nữa đó, thì các bạn thấy được là cuối cùng thì khi mà phát hành cái quỹ Bitcoin Sport, ETF cũng là những người dân thông thường họ mua rồi đẩy giá lên cho nên đợt tăng trưởng này cũng không khác như đợt tăng trưởng kia cũng sẽ là được thúc đẩy bởi những người đầu tư thông thường như là thùng mà nhiều bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được một trong những cái nghi vấn bây giờ đó là cái sự khác biệt so với những đợt hai bên trước đây Chứ mà thấy trên màn hình đó, đây là cái sự chia sẻ đến từ The Rational Root thì các bạn đã thấy được có bốn đợt halving. Chúng ta bắt đầu nhìn vào đợt halving thứ hai và thứ ba đi. Có một điểm chung các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là mỗi lần mà chúng ta tới cái hiện tượng halving thì cái số lượng beads nằm trên sàn, có nghĩa là cái đường màu cam các bạn nhìn thấy đó đã cao hơn cái đợt halving trước đó. Cái này là đúng khi các bạn so sánh halving thứ hai và halving thứ nhất. Cái đường màu cam này đã cao hơn. Khi mà chúng ta so sánh halving thứ ba với hai bên thứ hai đây thì cũng tương tự cái đường màu cam này cũng đã cao hơn nhưng mà lần này thì lại hoàn toàn khác các bạn chúng ta còn khoảng chừng không tới một năm nữa là đến đợt hai bên thứ tư đã gần tới đó rồi nhưng mà chúng ta đã thấy một hiện tượng hoàn toàn khác đó chính là cái đường màu cam này đã không tăng nữa mà giảm xuống các bạn đây là điều chưa từng thấy trong như được hai bên trước đó thì tại sao vậy đây là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra thì có nhiều lý do để mà giải thích các bạn à, có nhiều người nói là tại vì chúng ta thấy được à, gần đây có nhiều cái sự kiện giống như chúng ta nói là năm ngoái liên quan tới sao sự sưu vấn thì ftx làm cho nhiều người lo lắng và cái thông điệp not to key not to coin đó, thì bây giờ nó đang rất là à, lớn hiện bây giờ nghĩa là các bạn không tự lưu trữ khóa của mình thì đó không phải là crypto của các bạn cho nên bây giờ nhiều người đã tự mua ví chữ lạnh ví cứng họ tự uh, setup cái ví cá nhân của mình để mà tự lưu trữ không có để tiền trên sàn hay là nào khác nữa đó chỉ đúng một phần thôi các bạn các bạn hãy đi đi cái đường màu cam trên màn hình đó đã bắt đầu giảm xuống là khi nào? Các bạn thấy được là bắt đầu giảm xuống nó là khoảng chừng thời điểm là tháng 2 của năm 2020. Cái đó là hai năm trước khi chúng ta có những cái sự kiện như là FTX, Celsius, BlockFi vân vân thì đã có hiện tượng là BTC liên tục rời khỏi sàn rồi các bạn và vẫn tiếp tục mãi cho đến bây giờ thì có rất nhiều người đã đặt cái nghi vấn là có phải những công ty phố Wall chúng ta đã nói tới gần đây đó phải đeo đi Morgan Stanley, Goldman Sachs vân vân có phải là họ thật sự đã bắt đầu thu mua từ thời điểm đại dịch cho tới bây giờ cho nên chúng ta mới thấy được là cái số lượng BTC được uh, thu mua xong rồi lại rời khỏi sàn tích lũy một bí khác cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này ngày lại càng ít BTC sàn hơn các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới điều đó là điều uh, hoàn toàn có thể các bạn thì những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn đó để làm gì các bạn thì để cho các bạn thấy được điều mà chúng ta thường hay nói đến là các bạn theo dõi kênh Thuận Capital các bạn trong thị trường này các bạn theo dõi những thông tin hàng ngày à, thì các bạn biết được như đang xảy ra nhưng mà không phải ai cũng theo dõi thông tin crypto hàng ngày không phải ai cũng tham gia vào thị trường này và có thời gian à, để tìm hiểu thị trường này thì các bạn đã đi trước rất nhiều người rồi các bạn thật ra nhiều người bây giờ đó họ cũng không để đến BTC các bạn có thể đơn giản hỏi bất cứ một ai bây giờ giá bịt không bao nhiêu nếu như mà họ không Google đó thì họ nghĩ là giá BTC có thể vài ngàn đô có thể là 10.000 hay là có thể họ nghĩ là giá BTC 20.000 đô chứ họ không có biết được giá chắc chắn nào nhiều tại vì họ không có theo dõi thường xuyên rất là nhiều người vẫn chưa có thực sự quan tâm Và sẽ có rất nhiều người quan tâm khi mà giá tăng cao và nhất là trong đợt này các bạn Nếu như mà chu kỳ mỗi 4 năm lặp lại chúng ta có một sự tăng trưởng mạnh sau ngày hai bên Mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ Thì các bạn sẽ thấy được là cái sự đổ xô vào trường này đó là hoàn toàn không hề nhỏ đâu Mọi thứ nó sẽ không rõ ràng đâu các bạn Cho nên thì nó đã xảy ra rồi Khi mà mọi thứ xảy ra rồi thì các bạn nhìn lại các bạn mới thấy tất cả đều hợp lý Không ai biết được tương lai Đây là lòng tin của Thuận mà thôi Và các bạn đã thấy là Thuận cũng áp dụng một số chiến lược à, Để giảm rủi ro và có thể tích lũy tài sản dài hạn Giống như là Chung mình giá thường thường hay chia sẻ với các bạn cho nên à, ngày hôm nay đã thuận à, cũng à, chia sẻ một cái thuyết có thể nhiều bạn cảm thấy là thường chia sẻ để mà troll một ai đó hay là chia sẻ cho vui không phải đâu các bạn à, có một à, bạn hỏi thuận là cuối năm có lên được 50.000 không thì cô à, câu trả lời của thuận là 6 tháng nữa thường sẽ chia sẻ tại vì đâu ai biết được tương lai đâu các bạn nếu như mà biết được thường cũng sẽ không chia sẻ với các bạn đâu nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ hơn đó là có một bạn này bên dưới nói là cuối năm lên 50.000 thì lúc đó anh thường sẽ phân tích vì sao nó lên thì điều này hoàn toàn đúng các bạn khi mà chuyện này xảy ra rồi thì à, nhìn lại mọi thứ đều hợp lý và dễ dàng phân tích nhưng mà đó không phải là cái các bạn cần phải quan tâm các bạn điều mà tôi muốn các bạn hiểu đó là tại sao BTC tăng không quan trọng quan trọng là bạn có bao nhiêu BTC trước khi nó tăng chúng ta có một số những thông tin thú vị khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là một cái thống kê liên quan tới bitcoin futures etf các bạn thấy được là mọi người quá hào hứng để có một cái bitcoin spot etf đến nỗi mà các bạn thấy là trong uh, thời gian gần đây cái khối lượng dịch futures etf cũng đã tăng lên bito đó là cái uh, mã của uh, trading cho bitcoin futures etf ở hoa kỳ thì các bạn đã thấy được trong ngày thứ sáu mới đây thôi đã có khoảng chừng là nửa tỷ cổ phần đã được giao dịch rồi các bạn cái sự hứng thú nó lên cao cỡ nào trong lịch sử của cái quỹ BITO này đó chỉ có 5 lần trước đó có giao dịch nhiều như vậy mà thôi và chúng ta có thể được là ngay cả Rayscale đó cũng được hưởng lợi các bạn. Các bạn thấy được là Rayscale thì có rất nhiều quỹ trong đó. Chúng ta có quỹ GBTC là Grayscale Bitcoin Trust và cái quỹ ETHE là quỹ liên quan TT đây là hai quỹ lớn và trong tháng này thôi thì họ ước tính sẽ thu nhập được tới 44 triệu đô la các bạn Thì thu nhập của Scale đến từ đầu Đến từ là họ uh, tính phí để mà vận hành cái quỹ này các bạn Và họ tính phí đó là 2% cho BTC và 2.5% cho Ethereum Thì uh, cứ mỗi một tháng họ sẽ bán một phần BTC và Ethereum để uh, làm phí vận hành uh, Thì tại sao cái tháng này họ lại có thu nhập cao như vậy so với những tháng trước đó? Là tại vì giá của BTC và Ether đã tăng Tại vì sự hứng thú liên quan tới Bitcoin Spot ETF. mà thì được là cái sự hứng thú đó nó cũng ảnh hưởng gián tiếp và có lợi nhuận cho công ty Rayscale này. Và chúng ta cũng thấy không chỉ riêng là thu nhập tăng mà các bạn thấy là gần đây đó thì cái cổ phần GBDC cũng tăng trên thị trường luôn. Các bạn đã nhìn thấy được là ngày hôm nay thôi đã tăng 7% rồi. Trong vòng một năm đó thì các bạn thấy được là cái mức thấp là tháng 12 của năm ngoái đó. Lúc đó một cổ phần chỉ có khoảng chừng là 8 đô mà thôi Bây giờ đã mức là 19 .47 đô 47 cent Các bạn thấy được là trong thời gian từ năm tới bây giờ đã tăng 134% rồi Tại sao vậy các bạn? Rất nhiều những phần trăm tăng trưởng đó là một phần là đến từ thị trường crypto có sự hồi phục. Thứ hai nữa là cái sự tăng trưởng mạnh này ra từ 13 đô lên tới 19 đô là tại vì cái sự hứng thú đến từ BlackRock ETF. Nếu như mà cái quỹ BlackRock được thông qua ra thì đương nhiên Grayscale Bitcoin Trust cũng muốn có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF họ cũng đang kiện tụng với SEC để có một cái quỹ như vậy thì họ chỉ cần mô phỏng theo đã có rồi thì bây giờ nhiều người đã thấy được là cái giá cổ phiếu của Grayscale đang thấp sau này đó khi mà chuyển thành một cái ETF rồi thì có thể đổi cổ phần này lấy BTC mà bây giờ cổ phần này đang ở mức thấp thì nhiều người đổ vào để mà thu mua cổ phần này các bạn và các bạn thấy được là cái Giá của cổ phần này so với lại giá của BTC đó thì cũng đang hồi phục rất là nhanh. Thì bây giờ thì cái sự chênh lệch là khoảng 31.2%, có nghĩa là hiểu đơn giản đó, bây giờ BTC sàn là bao nhiêu thì cái giá của cổ phần GBTC đó thấp hơn cái giá của BTC thật là khoảng chừng 31%. Thì tại sao lại như vậy? Mà tại sao nếu như giá thấp hơn đó Tại sao mọi người lại không đổ vào để mà mua Sự khác biệt đó chính là cái số lượng BTC trong quỹ này đang bị lóc lại các bạn Các bạn mua như vậy đó thì các bạn không thể đổi cổ phần thành BTC được Và chỉ có thể bán cho người khác mà thôi Và cũng vì lý do là không có thanh khoản cho nên các bạn thấy được là cái số lượng cổ phần này đó đang bán ở cái giá thấp hơn Cái giá BTC là 31% Vẫn âm nhưng mà đỡ hơn Và các bạn nên hiểu là cái quỹ scale này đó, lưu trữ tới 643.000 BTC và đó tương đương với khoảng chừng là 3% của tất cả BTC sau này cho dù là có 21 triệu BTC đó thì nó tương đương với 3% của tất cả BTC và à, chúng ta thấy được là một trong những công ty mà lưu trữ nhiều cổ phần GBTC không ai khác hơn đó chính là Ark Invest của Cathie Wood và cái số lượng BTC đang lưu trữ hiện bây giờ của Drayscale đó là chỉ thua Satoshi Nakamoto thôi các bạn Các bạn thấy được là cao hơn cả số lượng BTC lưu trữ trên Binance, Combi, Bitfinex, Chính phủ Hoa Kỳ hay là MicroStrategy Đó là cái số lượng cực kỳ khổng lồ luôn Và các bạn nên hiểu đó là cái số lượng BTC này nếu như mà có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF thực sự được thông qua Thì các bạn nghĩ là ai có lợi nhất Có phải là những cái người đầu tư thông thường hay không thì không phải đâu các bạn Những người mà đang lưu trữ những cổ phần này đó Như là các bạn thấy được là Ark Invest của Cathie Wood Là những cái tổ chức đầu tư phố Wall đang lưu trữ cổ phần của GBTC này Thì họ là người mà sẽ được hưởng lợi nếu như mà có quỹ Bitcoin ETF được thông qua Và các bạn thấy được là sau đó thì sao cổ phần đó có thể là bị đâm lên trên thị trường Bởi những người này và những người thu mua Là những người đầu tư thông thường các bạn Cho nên trở lại cái uh, lời nói của uh, Fireblock CEO Thì uh, Thuận cảm thấy là cũng có lý Tới cuối cùng đó, thì cái sự tăng trưởng này Cũng sẽ đến từ những nhà đầu tư thông thường mà thôi Cái đó là tốt hay xấu thì không nên phiên uh, Thuận ra ý kiến các bạn Đây chỉ là cách vận hành của thị trường tài chính mà thôi Có người bán thì và có người mua thường ở đây không phải là để thay đổi cách vận hành của thị trường thường chỉ ở đây để chia sẻ với các bạn cách vận hành thị trường này như thế nào để các bạn có sự chuẩn bị mà thôi rồi chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác cũng rất là thú vị À, trong đó chúng ta có một cái ý nghĩ liên quan đến BTC các bạn các bạn đã biết là BTC bây giờ đã là một phần của chính trị được quan tâm đến bởi nhiều quốc gia quốc hội Hoa Kỳ được quan tâm đến từ phố Wall các bạn thấy được là BTC cũng trở thành tiền tệ hợp pháp của những quốc gia như là Salvador thì cũng đã có rất là nhiều người các bạn giống như là người này trên màn hình đó chính là Howard Marks thì Howard Marks chính là co-founder của Oak Tree Capital thì à, trước đây đó ông ta là một trong những người mà rất là ghét BTC, nhưng mà ông ta cũng đã nói trong cái clip ngắn này đó là bây giờ ông ta đã hiểu hơn. Trong 4 năm qua đó ông ta thực sự đã hiểu nhiều về BTC, cũng không có nghĩa là bây giờ ông ta là bullish về BTC. Ông ta chỉ nói đó là ông ta đã trở về trung lập, không có phải là tiêu cực như là trước đây nữa, tại vì ông ta đã hiểu hơn rồi. Thì đừng chia sẻ cái clip ngắn này và thường sẽ tiếp tục nói tại sao thường lại chia sẻ clip này với các bạn. So uh, I'm not positive On crypto coins, it's just that I now view my past negativism as having been knee-jerk skepticism, and and thus uh, thus premature. Uh, and I don't, I haven't learned enough about Bitcoin to be able to decide which case I prefer. Uh, and uh, you know, since I'm a value person, it, it may not be easy to get away from that uh, thinking about cryptocurrencies. But uh, the answer is, I'm not making pronouncements at this time. I got. smarter in the last four years. Thì các bạn thấy là how Marks cũng đã nói là 4 năm trước thì hoàn toàn rất tiêu cực về crypto. Bây giờ không phải là một người bullish crypto nhưng mà cũng là một người giữ cái vị thế là trung lập hơn. Không ghét mà cũng không có thích hiểu tại sao mà có crypto. Nhưng mà không phù hợp với cách đầu tư của Howard Marks cho nên không có nghiêng về crypto hiện tại. Và các bạn cũng thấy có rất nhiều người giống như chúng ta nói tới Redario cũng đã có một thời gian rất là tiêu cực về crypto các bạn Radio của Bridgewater Associates Và sau đó ông cũng đã có sự thay đổi về quan điểm sau khi mà hiểu hơn Và thậm chí các bạn thấy được là Redario đó tuy không nói là lưu trữ bao nhiêu BTC Nhưng mà cũng đã từng nói đó là mọi người cũng nên suy nghĩ đến có khoảng chừng 1 cho đến 2% tài sản của mình nằm ở BTC thì cũng hợp lý đối với Redario thì có khả năng là ông ta đang lưu trữ từ 1 tới 2 phần trăm và các bạn thấy tài sản của Dalio là khoảng chừng 19 tỷ đô la có rất là nhiều người cũng đã thay đổi quan điểm của mình các bạn à, và các bạn đã thấy một trong những người khác nữa đó chính là Peter Schiff. Thì Peter Schiff các bạn đã biết là một trong những người mà đã tích cực chỉ crypto bao nhiêu năm qua luôn từ khi mà BTC chỉ có vài đô la thôi các bạn. À, nếu như mà ngược lại Peter Schiff đã là một người tin tưởng BTC thì có thể bây giờ tài sản của Peter Schiff đã hoàn toàn khác rồi. Nhưng mà ngược lại, VideoShip đã chỉ trích liên tục Nhưng mà cho đến thời gian gần đây đó, thì đã phát hành một bộ sưu tập NFT à, ở trên Ornals nghĩa là ở trên BTC các bạn. Và thùng cũng đã để ý thấy đó là ở trên uh, Twitter chính thức của Petership cũng còn nói về BTC uh, nhưng mà không có còn tiêu cực như xưa nữa các bạn. Chủ yếu là Petership chỉ nói là vàng tốt hơn BTC và BTC đối với Petership là một cái uh, loại đầu tư có sự dao động cao giống như là chủ yếu là một mảng đầu cơ mà thôi đối với Petership, không giống như xưa cứ nói uh, giống như uh, liên quan tới BTC là lừa đảo, BTC gì con số 0 hầu như không nghe nói đến nữa các bạn và thật ra đó cái số lượng thuyết về BTC cũng đã giảm dần theo thời gian nhưng mà vẫn có và các bạn để ý đi có rất là nhiều người đó có thể các bạn không nghe nói đến nhưng mà mỗi lần mà thuyết về BTC thì cái số lượng like share tương tác rất là cao giống như các bạn nhìn thấy là hai cái thuyết này ngày hôm nay khi mà Peter Schiff thuyết về BTC thì sao các bạn 548 lượt like 38 chia sẻ cái thuyết này hồi sáng này đó 815 lượt like 82 lượng chia sẻ và nếu như các bạn để ý trên cái Twitter của Peter Schiff phần lớn những cái thuyết mà không nói về BTC đó thì cái số lượng like và chia sẻ không bao nhiêu hết. Giống như các bạn thấy được là cái thuyết này về cái podcast của Peter Schiff đó thì 190 lượng like 22 chia sẻ trong khi cái thuyết trước đó là liên quan tới BTC hơn 1.300 lượt like 2 trên 7 lượng chia sẻ vân vân à, Thì trên căn bản Peter Schiff là một người mà thường cảm thấy đã thay đổi suy nghĩ của mình về BTC rồi Chỉ là không muốn nói ra mà thôi Và đương nhiên đối với một người mà nặng về đầu tư vàng Và có công ty đào vàng và có những quỹ đầu tư vàng Thì đương nhiên phải nó tốt về vàng Nhưng mà đương nhiên khi mà tình hình thay đổi đó Thì chúng ta cũng nên có sự thay đổi về quan điểm Đó là điều mà Thuận cũng hy vọng truyền đạt với các bạn Và quan điểm của Thuận nó cũng đã thay đổi rất là nhiều Trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn làm Youtube Nhưng mà nào mà theo như Thuận từ ngày đầu tiên tới bây giờ Thì cũng đã thấy sự thay đổi của Thuận về suy nghĩ liên quan thị trường rồi và trên căn bản đó mọi người đều thích suy nghĩ một cái kiểu như là có hay là không thích thì không thích đầu tư là một là không đầu tư của hai là hoài sự thật nó không phải như vậy ví dụ như chúng ta nói tới BTC đi thì có rất nhiều người nghĩ BTC chỉ là lừa đảo Ponzi mà thôi là một cái scam còn có một số người thì nghĩ BTC đó là tất cả luôn, BTC sẽ thay thế tất cả, à, có nghĩa là BTC đó sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Thì đây là một cái spectrum các bạn, từ trái qua phải, à, những người nào mà nằm tuốt bên tay trái đó nghĩ BTC là lừa đảo là scam đó thì là những người nằm bên đây các bạn, nằm rất là cực bên đây luôn và những người mà Nói BDC là tất cả, giống như là Michael Saylor đó thì tuốt bên kia các bạn, nằm ngay bên đây luôn. Thì cái các bạn nên hiểu đó là hai suy nghĩ này là hoàn toàn trả người với nhau và nó nằm ở cái mức cực của suy nghĩ rồi. Sự thật nó nằm chính giữa các bạn, cả hai người nghĩ BDC là scam và nghĩ BTC đó là thay thế tất cả. Thì hai người này có nhiều phần giống nhau hơn là họ nghĩ. Sự thật nó nằm chính giữa các bạn, đối với nhiều người thì có thể là BTC nó nằm ngay đây hay là nằm ngay đây hay là nằm ngay đây đó là sự thật chứ không có phải là một trong hai hay là nhiều người nghĩ BDC sẽ trở về không đô la hay là BDC nghĩ là BDC sẽ trở thành 10 triệu đô la các bạn thì những những suy nghĩ này đó nó cũng giống như là bên trên các bạn những người nghĩ BTC sẽ lên 10 triệu đô la hay là người BTC sẽ xuống 0 đô la thì cũng có nhiều điểm giống nhau thôi là họ nghĩ sự thật nó sẽ nằm chính giữa đâu đó ở đây thì cái sự thật nó nằm ở đâu đó tùy theo lòng tin và quan điểm của mỗi người mà thôi và các bạn có thể quản lý rủi ro dựa theo lòng tin các bạn nghĩ BTC là gì ở bên nào các bạn Nhiên về bên nào hơn, giá các bạn nghĩ là bao nhiêu là hợp lý đối với cái lập lượng đầu tư của các bạn Và từ đó các bạn tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình nhưng mà không phải ai cũng thay đổi quan điểm của mình rồi các bạn, có rất là nhiều người đó thì cho dù là họ đã sai bao nhiêu năm nay nhưng mà họ vẫn cố nói BTC à, đã hoàn toàn thất bại các bạn à, Và họ vẫn nói BTC là không có giá trị giống như là một trong à, những người nổi tiếng về quyển sách là The Black Swan đó, đó chính là Nassim các bạn Nassim đã được mời lên trên đài cbc thì thường nói đài cbc cũng có uh, một thời gian dài rất là anti crypto của bạn như là chống đối lại crypto nhưng mà gần đây thường cảm thấy là cbc đã thay đổi quan điểm của mình và không những như vậy đó trong cái cuộc phỏng vấn này họ cũng đã biện luận cho crypto và đưa ra những lập luận trái ngược với lời Nassim tại vì Nassim được mời lên và đương nhiên tiếp tục cho BTC thường cho các bạn xem một cái clip ngắn này trong cái phần đầu tiên này đó thì uh, Nassim nói với lại những người phỏng vấn trên đài CNBC đó là Bitcoin đã hoàn toàn thất bại Bitcoin bây giờ nó giống như là một giáo phái gì nhưng mà các bạn thấy là nhanh chóng đó, ở bên CNBC thì uh, nhớ đây là Joe Kerner thì cũng đã đưa ra những dẫn chứng là Vậy sao? Vậy thì những người mà ở những quốc gia mà họ đã bị siêu lạm phát Họ không dám giữ tiền pháp định tại vì mất tiền quá lẹ Họ chỉ có thể dựa vào những tài sản như là BTC mà thôi uh, Họ thu mua BTC và dùng đó để mà sống qua ngày Họ không có thể tiếp cận được với ngân hàng Thì những người đó là những người trong giáo phái này hay là sao? Know, anyway so here we are now Call it 13, 14 years in Yes This is a very long yeah, but think about it. speculation not... if this is that, yes, right? Yes. Và đầu tiên hết các bạn thấy Andrew Soken cũng đã nói là nếu nói BTC là lừa đảo hay là một cái công cụ đầu cơ nó đã 14 năm rồi, công cụ đầu cơ nào mà lâu tới như vậy? I'm not, I'm not... But let, let me, let, let's look at crypto is it being used for real transactions? No.

có thể sử dụng BTC để mà thu mua và có nhiều người trong nhiều quốc gia như là Salvador, nhiều quốc gia khác thì họ có thể sử dụng BTC của mình để mà thu mua và nhiều quốc gia như thường nói siêu lạm tác đó họ cũng dựa vào BTC cho nên nếu nói không ai thì không đúng có thể nói là không nhiều giao dịch liên quan tới BTC để mà thu mua hàng hóa thì có thể là đúng nhưng mà nếu nói là không ai thì không đúng

People were okay, negative at ten dollars but you can look at any stocks that that reached a hundred dollars has started at, at, at one or two dollars so so in a lot of those when collapse. you look at things you don't look at the past you look at the drawdown you can experience if right. you own it when it's already mature so the, the one it's not an inflation hedge two mm -hmm. the thing is It may be good for Anh for... Nassim nói là Bitcoin không phải là công cụ chúng là làm phát các bạn thì các bạn thấy là Joe Kerner cũng không đồng ý với lại cái cách nói này. Tại vì nếu như nói Bitcoin không phải là công cụ cho làm phát đó thì từ năm 2020 khi mà tiền bắt đầu được in ra đó thì BTC chỉ có là 5.000 đô thôi các bạn. Ngay bây giờ, cho dù đã giảm từ cái mức cao là 69.000 bây giờ là 30.000 đô. Nếu như mà tăng từ 5.000 đô sau khi mà tiền in ra và đóng như vậy bây giờ ở mức là 30.000 đô sau khi mà Fed đã tăng lãi suất liên tục trong thời gian là hơn một năm qua tăng 6 lần so với lại trước khi mà có lạm phát mà nói đây không phải là công cụ chống lạm phát thì tôi không biết cái gì là công cụ chống lạm phát hết. <laughs> bây giờ thì là Sim nói là Bitcoin đó thật ra cũng không tốt cho những giao dịch phạm pháp nữa Tại vì nếu như mà dùng để rửa tiền đó, thì mạng lưới của BTC nó quá rõ ràng Ai cũng có thể theo dõi địa chỉ ví được Cho nên à, không tốt cho rửa tiền có thể Bitcoin dùng trong những cái thanh toán nhỏ mà thôi các bạn Nhưng mà trước đây đó, thì nói ngược lại nó là không ai sử dụng Bitcoin để mua gì hết Tại vì à, Bitcoin chậm phí cao, Bitcoin dùng trong những việc phạm pháp mà thôi Nhưng bây giờ nói ngược lại Và có thể bây giờ không có nhiều giao dịch sử dụng BTC Nhưng mà các bạn thấy là sự phát triển của mạng lưới tầng 2 layer Network nó ngày lại càng phổ biến hơn And three, it is pretty much in the right. first time in the history of the world we have had a cult you know, a cult right. coupled with a financial interest. What do you make of a Blackrock now trying to pursue with an ETF. You have Citadel. You have a, you have a number of Wall Street players. Oh, who, who, By the way, for a very long time, actually, were very negative, skeptical, just like you. Yes, um, I was. I started positive on on Bitcoin because I was disappointed with the Federal Reserve policy. But then I realized that you're going from Caribbean to Ceylon, in other words, from something. <laughs> okay. Right. Uh, bad to something vastly worse. At least with Federal Reserve, you know, we have transparency. We know what's going on. We can influence it. There's a, you know, there's a system. But... <laughs> chia sẻ của Nassim là BTC bây giờ nó giống như là một giáo phái gì đó thì sau đó nó Andrew Sarkin nói như vậy thì uh ông nghĩ sao về BlackRock và những công ty phố Wall bây giờ muốn có Bitcoin Spot ETF họ muốn tham gia vào thị trường này thì là Sim hoàn toàn không có trả lời câu hỏi đó các bạn và cũng có nhiều người chỉ ra được là nếu như nói có một cái mảng đầu tư nào đó người ta tin tưởng cho dù giá xuống người ta cũng không bán thì người ta tin tưởng vào tương lai của một mảng đầu tư đó thì cái đó nếu gọi là giáo phái thì chúng ta nghĩ những cái cổ phiếu mà đã từng trải qua nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn như chúng ta nói tới tesla apple rất nhiều những công ty đã trải qua nhiều đoạn khó khăn và nhiều người lưu cho những cổ phiếu này đã không bán Mặc dù tình hình tệ đến cỡ nào mà còn tích lũy thêm thì họ cũng đã có lợi nhuận không hề nhỏ. Các bạn thấy được là công ty Apple trong vòng 10 năm đã lợi nhuận là một đô, Tesla lợi nhuận 3463 đô và BTC lợi nhuận là 30604 đô trong vòng 10 năm qua. Thì nếu như mà gọi đó là giáo phái mà có lợi nhuận nhiều gì đó thì cũng chấp nhận thôi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy um, hầu như Nassim cũng đã không còn nhiều điều để nói nữa Tóm lại đây chỉ nhắm vào là BTC bây giờ như là một giáo phái cho nên nó cứ tồn tại Chứ không còn đưa những lập luận trước đây Tại vì những lập luận đó đó thì hết tuần này, này lập luận kia Thì hoàn toàn là đã được chứng minh là hoàn toàn sai hết các bạn Và chúng ta cũng đã thấy là Nassim bây giờ đã nói tốt cho Cục Chỉ Mạc của Hoa Kỳ như là Fed nói là Fed rất là minh bạch rất là rõ ràng và chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của Fed còn BDC thì các bạn thấy như thế nào EC thì không ảnh hưởng được gì hết cho nên ta không thích nữa các bạn bây giờ chỉ thích Fed mà thôi the crypto uh, tend to concentrate among big players and and uh, it is uh, um, how can I explain it? it it's distracting and and effectively what has happened thanks to crypto is we're going to have Fed now next right. rolling out next month we're going to have Uh, the, 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 central banks are uh, uh, focusing on making transaction uh, uh, both easier and, and faster for, uh, for individuals. <laughs> 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 Tóm lại các bạn thấy là phần cuối cũng không gì hết. Á. Um, ông Tâm vẫn tiếp tục nói là à, tâm sửa có Fed nào rồi những ngân hàng trung ương cũng sẽ tìm cách để mà khiến cho giao dịch rẻ hơn để mà cạnh tranh crypto nói chung là như vậy nói chung là crypto đã trở thành một cái gì đó thúc đẩy những cái ngân hàng trung ương có thể là việc tốt hơn thì các bạn thấy tới cuối cùng là sim cũng nói dòng dò mà cũng không có đưa ra bất cứ một cái phản biện nào chắc chắn không giống như trước đây nữa các bạn trước đây thì là sim rất là chắc chắn trong lời nói nhưng mà đương nhiên những lời nói đó thì theo thời gian từng cái từng cái một đã không đúng Trước khi kết thúc video này, chúng ta còn hai điều nữa tôi muốn chia sẻ. Có một số bạn hỏi Thuận là chia sẻ về cái phần trăm lạm phát hay là giảm phát của Ethereum. Thì các bạn đã thấy được là trong vòng 30 ngày qua đó thì Ether vẫn giảm phát là 0.14% các bạn. Trong vòng 7 ngày qua đó thì Ether lạm phát trở lại là 0.07%. Nói chung rất là ít các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là từ khi mà có rồi Merge cho tới bây giờ đó thì các bạn thấy là đã giảm phát 0.3% Cái số lượng Ethereum nếu như mà chúng ta còn ở hệ thống POW là hệ thống Proof of Work thì Trong thời gian đó chúng ta đã có thêm hơn 3 triệu Ethereum Nhưng mà tại vì chúng ta đã chuyển qua POS và có EIP 1559 và sau khi mà đã mơ thì các bạn đã thấy được là chúng ta không như không có thêm mà còn giảm đi 280.000 Ether các bạn thấy là ether đã không tăng nữa sau khi mà có hiện tượng The merge và ngay bây giờ đó thì cái à, phần trăm đốt của ethereum đó, ước tính trung bình là chúng ta thấy được là bên dưới này đó họ để làm 193 ether mỗi một phút hiện tại và cuối cùng đó là một cái thông tin liên quan tới binance thì là một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới binance à, đã rút đơn xin cấp giấy phép hoạt động thêm một quốc gia nữa đó chính là nước áo và các bạn đã biết đây là một trong hàng loạt những quốc gia mà binance đã rút ra trong thời gian gần đây à, không những là nước áo mà chúng ta cũng thấy là ở ship à, ở cơ quan quản lý của à, vương quốc anh thì binance cũng đã rút đơn và không hoạt động ở những nơi đó nữa nhưng mà ở châu âu đó thì binance vẫn tiếp tục hoạt động ở những quốc gia như là pháp ở ý ở tây ban nha ba lan thụy điển và lithuania và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.